Các bạn xem đài thân mến, thực hiện đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020. Từ năm học 2011-2012, ngành giáo dục huyện Tân Châu đã triển khai dạy tiếng Anh theo chương trình mới của Bộ Giáo dục Đào tạo cho học sinh lớp 3. Thực hiện đề án này, ngành giáo dục Tân Châu đã đạt những kết quả khả quan. Phần lớn giáo viên và học sinh đều đánh giá cao chương trình này. Dù vậy, để hoàn thành đề án đúng tiến độ, ngành giáo dục vẫn còn gặp phải khá nhiều khó khăn. Huyện Tân Châu có 32 trường tiểu học. Hiện nay, hầu hết các trường tiểu học trên địa bàn huyện đã tổ chức dạy tiếng Anh cho học sinh, trên cơ sở có sự tự nguyện và sự thỏa thuận của cha mẹ học sinh. Vì chưa là môn học chính nên tùy thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, các trường sắp xếp chương trình học một cách linh hoạt, với thời khóa biểu ít nhất 2 tiết một tuần đối với chương trình tiếng Anh bình thường và 4 tiết một tuần đối với chương trình tiếng Anh mới. Theo đánh giá, việc dạy tiếng Anh cho học sinh bậc tiểu học trong thời gian qua được các trường thực hiện khá tốt. Tuy không phải trường nào cũng triển khai được cho 100% học sinh, nhưng số học sinh được tiếp cận với môn này ngày càng tăng. Chương trình thí điểm học tiếng Anh mới 4 tiết một tuần được triển khai trên địa bàn huyện Tân Châu từ năm 2012-2013 ở trường tiểu học thị trấn A và trường tiểu học Lương Định Của. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình dạy tiếng Anh 4 tiết một tuần bậc tiểu học được áp dụng từ lớp 3 với thời lượng 4 tiết một tuần theo các chủ điểm, chủ đề quen thuộc gần gũi với học sinh. Chương trình quan tâm đến 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Trong đó, ưu tiên phát triển 2 kỹ năng nghe và nói đã giúp học sinh tự tin hơn khi giao tiếp bằng tiếng Anh. Kỹ năng nghe và nói của học sinh được cải thiện. Trường tiểu học thị trấn A là một trong những trường đầu tiên tại huyện Tân Châu thực hiện thí điểm chương trình dạy tiếng Anh 4 tiết một tuần. Qua 3 năm triển khai thực hiện, tỷ lệ học sinh xếp loại khá giỏi môn tiếng Anh ngày càng tăng. Các em được hoàn thiện cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết so với việc chỉ thực hiện bài kiểm tra viết như trước kia. Con cảm thấy chương trình này rất là thích thú vì nó giúp chúng em hiểu thêm về ngôn ngữ của người Anh. Ngoài ra mình còn phải học thuộc những từ ngữ đó để có khi những người Anh về bên trường mình để giao tiếp với mình dễ hơn. Không chỉ giúp học sinh phát huy được hết các kỹ năng, chương trình học tiếng Anh mới còn đòi hỏi mỗi giáo viên giảng dạy không ngừng học tập, tìm hiểu thông tin về tiếng Anh, khai thác tài liệu từ các nguồn khác để bài giảng sinh động, tạo sự hấp dẫn đối với học sinh. Qua 2 năm dạy thì mình thấy là học sinh tiếp thu tốt, các em đã cố gắng vận dụng để thực hành được tốt hơn và nghe cũng được tốt hơn nhiều so với chương trình cũ. Mình mong muốn đó là mình được trau dồi thêm về phương pháp giảng dạy. Thì tại vì chương trình mới thì mình muốn là được tham gia các lớp tập huấn về thay đổi về phương pháp cho nó tốt hơn, học trò nó hứng khởi trong tiết học tiếng Anh được tốt hơn. Năm nay là năm thứ 2, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân tiến hành dạy tiếng Anh theo chương trình mới. Hiện nay trường đang dạy song song 2 chương trình tiếng Anh cho học sinh các khối lớp. Theo đó, học sinh khối lớp 5 vẫn học theo chương trình tiếng Anh tự chọn 2 tiết một tuần. Còn học sinh khối lớp 3, 4 học tiếng Anh mới 4 tiết một tuần. Tham gia dạy học tiếng Anh theo chương trình mới, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân cũng như hầu hết các trường đều được trang bị đầy đủ phương tiện dạy học, gồm máy chiếu đa năng, máy tính nối mạng, sách tiếng Anh, băng đĩa, bộ thiết bị nhận dạng, kiểm tra đánh giá ngữ âm, robot teacher, máy chiếu, tranh tương tác. Học sinh học chương trình tiếng Anh thí điểm 3, 4, 5 theo chuẩn quy định, đủ cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Dù thầy và trò nhà trường đều đánh giá
Đây là chương trình học nặng hơn so với chương trình tiếng Anh tự chọn trước đây. Nhưng chương trình mới có tính tương tác cao hơn. Con cảm thấy môn tiếng Anh so với môn khác á, sao có gì học môn tiếng Anh học hay hơn. Rồi thì sao nữa? Bổ ích hơn. Vậy thì con đã học được những gì con kể cho chúng nghe được không? Con học được những từ vựng về vật nuôi, ngôi nhà, các đồ vật xung quanh chúng ta. Vậy thì học tiếng Anh này thì con cảm thấy có thích không? Dạ thích. Vì sao thích? Vì con nghĩ là môn tiếng Anh là môn khác hoàn toàn với những môn khác mình học. Nó có giúp gì được cho bản thân mình không? Giúp cho chúng ta rèn luyện kỹ năng nói, nghe, viết, đọc. Và nếu như học giỏi rồi, con sẽ đi giao tiếp với những người khác. Đối với em thì chương trình mới này tương đối là khó so với em mới ra trường này. Nhìn vô nó thật là nhìn vô là cũng không biết dạy như thế nào. Nhưng mà khi tiếp xúc chương trình sách này thì em thấy được một điều là từ vựng mẫu câu học sinh học nó cũng sát với thực tế. Chỉ một số cái mẫu câu nó hơi khó để khi mà mình truyền đạt tới học sinh thì học sinh nó hơi khó nắm một tí. Nhưng mà nó cũng hữu ích trong quá trình sử dụng trong cái sống hàng ngày của học sinh. Dạ thì so với cách học trước thì học sinh chỉ học một cách máy móc như là giáo viên cung cấp từ vựng lên bảng. Học sinh đọc từ rồi viết từ. Còn với so sánh với cái cách học mới này thì giáo viên phải sử dụng những cái hình ảnh mới mẻ đàng hoàng hoặc những cái dụng cụ, những cái vật thể cụ thể ra để cho học sinh thấy được. Ví dụ như muốn dạy từ ball thì học sinh phải thấy được cái quả bóng hoặc là hình tranh về cái quả bóng, thì lúc đó các em mới mường tượng được cái vấn đề. À, mình nhìn lên là nó biết sẵn cái nghĩa, mình không cần nói nghĩa tiếng Việt ra thì nó cũng biết luôn. Bởi vậy em thấy chương trình mới này nó hay và giúp học sinh có thể mường tượng được nghĩa, sáng tạo ra được trong quá trình học hơn. Năm học 2014-2015, trường Nguyễn Viết Xuân trên 550 học sinh học tiếng Anh, trong đó có trên 350 em học sinh học tiếng Anh theo chương trình mới. Trong thời gian qua, việc triển khai dạy tiếng Anh theo chương trình mới cho học sinh bậc tiểu học của trường khá thuận lợi và có nhiều tín hiệu khả quan. Trong thời gian qua, trình độ học sinh được nâng lên rất nhiều và nhận được sự đánh giá cao của hầu hết phụ huynh. Bởi đây là nhu cầu tất yếu của xã hội, mang lại lợi ích cho học sinh. Về học chương trình này thì nó có những thuận lợi và khó khăn như sau. Cái thứ nhất là về thuận lợi thì trường được trang bị phòng lab để học môn tiếng Anh này. Cái thứ hai thì giáo viên cũng có trình độ là B1 để đáp ứng được cái chuẩn quy định của ngành. Học sinh thì được phát huy cái kỹ năng nghe, nói, viết, biết được cái thực hành ở trong cái chương trình học này. Và các em được tham gia chơi những trò chơi, mở rộng những kiến thức đã được học để ôn lại những kiến thức cũ của các em. Thì về cái khó khăn thì cũng có những cái khó khăn. Thứ nhất là giáo viên thì mới ra trường, về cái trình độ tay nghề nó còn hạn chế, nên là cái rèn cho học sinh thì nó chưa được theo cái mong muốn. Cái thứ hai là về học sinh thì cái kỹ năng của các em nói, nghe nói thì cũng còn hạn chế rất nhiều, tại vì các em mới tham gia chương trình học này, cho nên là các em chỉ được tiếp xúc với thầy cô tiếng Anh ở trường thôi, ở tiết học thôi, còn ngoài ra thì các em cũng chưa được tiếp xúc nhiều với cái môn học tiếng Anh này ở gia đình cũng như là ngoài. Hiện huyện Tân Châu có 32 trường tiểu học. Hiện nay đã có 5 trường thực hiện được chương trình tiếng Anh tăng cường 4 tiết một tuần cho gần 150 học sinh từ lớp 3 đến lớp 5. 22 trường còn lại cũng đã triển khai dạy tiếng Anh 2 tiết một tuần cho gần 5.000 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Để đảm bảo việc dạy và học tốt bộ môn này, thời gian qua, Sở Giáo dục Đào tạo đã tổ chức nhiều lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng cho giáo viên theo đúng yêu cầu của Bộ Giáo dục Đào tạo.
Hiện tại, Tân Châu có 13 giáo viên tiếng Anh ở bậc tiểu học đạt chuẩn. Trong đó, 12 người chuẩn B1, 1 người chuẩn B2. Các giáo viên còn lại cũng đã đang học và sẽ thi nâng chuẩn trong thời gian tới. Khó khăn trong triển khai dạy tiếng Anh theo chương trình mới trên địa bàn huyện Tân Châu là đội ngũ giáo viên tiếng Anh được phủ kín, có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn về bằng cấp. Nhưng số giáo viên tiếng Anh đạt khung năng lực ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế còn hạn chế. Đào tạo chủ yếu ở loại hình tại chức. Nghiệp vụ sư phạm của giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học còn hạn chế. Đối với cơ sở vật chất thì được sự quan tâm của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện thì đã đầu tư cho ngành về cái cơ sở vật chất, phòng học thì đủ chuẩn theo quy định. Cũng như bên cạnh đó thì hiện nay là các cái trường mà tham gia dạy tiếng Anh thì các cái thiết bị dạy học phục vụ cho cái môn này thì đảm bảo, như là có bảng tương tác, phòng học ngoại ngữ v.v. thì đáp ứng được cái nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn. Hiện giờ học tiếng Anh thì ở huyện mình có những cái thuận lợi gì và những khó khăn gì? Cái thuận lợi lớn nhất là đối với cái công tác dạy học ngoại ngữ trên địa bàn là đó, sự quan tâm của lãnh đạo sở cũng như là lãnh đạo huyện đối với việc học ngoại ngữ. Và cái thuận lợi nữa là cái sự nhiệt tình trong công tác giảng dạy cũng như sự quan tâm của cán bộ quản lý giáo dục đối với cái bộ môn này. Nhưng mà hiện nay thì cái khó khăn thì cũng báo với anh là cái khi mà tuyển giáo viên thì hiện nay để dạy cái chương trình này để đáp ứng là phải đạt cái chuẩn B2 theo cái tham chiếu châu Âu. Nhưng mà như những năm gần đây thì khi tuyển thì cái nguồn giáo viên mà để tuyển vào nó khó khăn, không có nguồn. Đó là cái một khó khăn lớn nhất. Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên dạy tiếng Anh trong trường tiểu học, các trường tiểu học trên địa bàn huyện Tân Châu cũng liên kết với các trường trung học cơ sở trên địa bàn để thỉnh giảng. Tuy nhiên, việc thỉnh giảng giáo viên cũng gặp không ít khó khăn. Do giáo viên được đào tạo và dạy bậc trung học cơ sở, có cách dạy không phù hợp với học sinh bậc tiểu học. Mặt khác, khi thỉnh giảng, phải tuân thủ theo thời gian biểu của trường trung học cơ sở. Giáo viên đang dạy nên trường rất khó sắp xếp thời khóa biểu. Đó là chưa kể đến những khó khăn đến từ phía phụ huynh và học sinh. Như nhiều phụ huynh chưa chú trọng đến môn học tiếng Anh, trình độ học sinh chênh lệch nên khó triển khai đồng bộ. Học sinh không có nhiều thời gian thực hành nên dễ quên bài. Các bạn xem bài thân mến, chương trình giáo dục đào tạo của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.